Hi, xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng ngắm các hồ cá của Bé Shop nha các bạn, cũng như là một sự kết hợp khá là thú vị giữa rùa và cá nha. Đây, các bạn nhìn kỹ trong hồ thì nó sẽ rất là đặc trưng, có cái gì đó rất là hay hay nha. Tiện thể chúng ta sẽ cho các bé trong hồ này ăn luôn. Đang đợi mình xíu nha. Đấy, từ này thì luôn luôn là đói khát rồi. Rất là nhanh. Chú rùa mũi lợn này thì vẫn cứ điềm tĩnh nằm dưới đáy thôi. Rùa mũi lợn là một loại rùa mà là nuôi chuyên nuôi nước sâu nha các bạn, nên chuyện nằm đáy là rất là bình thường. Rùa mũi lợn có thể nuôi chung được với các loại rùa, các loại cá và cá săn mồi nha. Chứ nếu mà cá nhỏ nhỏ thì có khi nó sẽ cắn các bé. Cá săn mồi thì nó to rồi, sẽ sống sót được với bé rùa mũi lợn này. Nên chúng ta cho ăn xương xương thôi, lát sẽ cho ăn thêm đồ ăn khô nữa. Đây là cá ba cu nha các bạn, ba cu albino nè, rồi hoàng báo yến sai khủng nè, cá tượng vây dài, cá mập semi sọt albino, rồi có kiểm sông nữa nè, cá thuần nước ngọt gì đó. Nó cũng hoa giống hoàng báo yến ha các bạn, có hải tượng luôn, ăn thì siêu khỏe. Có là hán sông, có ngân đu tim, có lóc, lóc thì lóc gì không biết tiêu rồi, lóc Kalimata, rồi lóc Agus, rồi có hoàng kim, toàn là sai khủng khủng không ha. Có là hán lột nữa nè, có bé du hồng, có này hai thường, này hai albino luôn, rồi hồng két. Rồi mà mình đứng mình điểm danh mỗi bữa tối nha, ngắm mấy bé cá là cũng là thú vị lắm các bạn. Có tai tượng albino, có tai tượng vây dài bên này, đủ kiểu. Có ba cu thường nữa nè. Đấy, thằng bé rùa mũi lợn. Bé vẫn rất là thoải mái với một cái hồ cá nha các bạn. Thì giống rùa mũi lợn á, là dòng rùa nước, cho nên là khi mà mình bỏ vô nước sâu á thì nó rất là bình thường, nó không có cần đòi hỏi phải có máng leo như các rùa khác. Đấy, một hồ to như vậy mà các bạn bỏ một bé rùa mũi lợn vô là quá ok. Nhìn cái hồ nó bật lên hẳn ha. Đấy, wow, nhìn cái hồ y chang như đại dương. Các bạn đợi mình xíu nhé. Bây giờ tiếp theo chúng ta sẽ đến một cái hồ cá lóc nữ hoàng này, và người bạn đi kèm với bé nó là một rùa lưỡi dao. Rùa lưỡi dao là một trong những loại rùa mà là nuôi nước sâu được nha các bạn. Nhớ một cái hồ mà khoảng độ sâu 40 vô tư, có thêm cục đá trên này để khi nào nó thích thì nó leo lên nó nằm nghỉ, nó thở trên đó cũng được. Nhưng mà rùa lưỡi dao thì rất là thích đi bộ dưới đáy hồ. Các bạn thấy nhìn rất là sinh động các bạn. Đây, rất là hấp dẫn. Khả năng leo của nó anh thấy tuyệt vời không?
Buổi tối mà chúng ta ngồi ngắm một cái hồ cá với rùa vậy là bao phê. Đấy, nó lại đi trốn đi kiếm cái gì rồi. Thằng nhỏ này hay thật. Đấy, khi mà nữ hoàng đi ra xuất chinh, nữ hoàng lại lặn mất rồi. Nữ hoàng lấp ló sau cái cây à. Khá thú vị không các bạn? Đây là những rùa mà nuôi nước sâu phù hợp để nuôi nước sâu kết hợp với các hồ cá nha các bạn. Đây, khi cần nó sẽ leo lên cục đá, nó đứng nó thở, nó lấy hơi thở rất là hay. Đó là sự kết hợp giữa cá và rùa nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua một hồ khác nữa để xem có sự kết hợp nào nữa nha. Rồi mình đã trở lại. Đây là một sự kết hợp giữa rùa mũi lợn và cá lóc nha các bạn. Đây là lóc Sumatra, cũng một loại lóc bảy rồng. Đấy. Còn kia là một bé rùa mũi lợn size 78 thôi nha các bạn. Nhưng mình đã nói là rùa mũi lợn vốn của nó là rùa nước rồi, trên chuyện nước sâu nước thấp gì thì không quan trọng. Với một hồ khoảng sâu 40 như vậy thì rùa size 78 vẫn vô tư, không hề sợ bị phổi hay bị nổi chìm như các bạn. Đấy, nó thích thì nó bơi thôi, rất là hấp dẫn. Cứ tối tối là sau một ngày đi bán mệt mỏi là nó sẽ ngồi ngắm cá rồi ngắm rùa rất là thư giãn. Các bạn cũng nên làm một cái hồ cho mình như vậy cho mình có thể thư giãn sau những giờ làm việc học tập bận rộn nha các bạn. Các bạn nào vừa có đam mê nuôi cá vừa có đam mê nuôi rùa, chúng ta hãy rước những cái bé trong những dòng mà nó đang giới thiệu nha. Đấy, rất là hấp dẫn. Bơi rất là sung nha các bạn. Giờ chúng ta lại đến một hồ nữa để xem còn sự kết hợp nào nữa không nha các bạn. Đây, chúng ta lại đến với một hồ nữa là kết hợp giữa rùa mớt bộ cạp và mớt phương đông. Các bạn đợi mình xíu nhé, mình vừa mới đi chỉnh đèn lại để cho các bạn ngó hồ dễ hơn. Này, đây là các chú rùa mớt bộ cạp, mớt phương đông có thể nuôi chung một hồ nước sâu được luôn. Chúng ta chỉ cần dựng một cái này để nó lên nó nằm nghỉ thôi. Đây các bạn thấy rất là thú vị nha. Còn dưới này là một chú common mode nha các bạn. Đấy. Chúng ta cứ làm cái hồ khá là vừa phải với các bé, rồi vừa thả cá thả rùa vô là ok, nhưng phải là những dòng rùa nước sâu nha các bạn, chứ nếu mà nước mà là thấp thì không nên, nó dễ bị phổi. Hồ này chưa được lâu nên nó hơi dơ, các bạn thông cảm nha. Mấy hồ kia là do mình lau sạch sẽ nên nhìn nước rất là trong.
Đây. Dưa hấu. Cua nó rất là thích lợi nha các bạn. Bơi bơi rồi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ quay lại ngó cái hồ bự có bé rùa búa lội sao rồi nha. Nhưng mà sau khi đi ngắm một vòng các hồ thì mình vẫn thích nhất là quay lại cái hồ bự nhất trong nhà để ngắm chú rùa búa lợn này. Đây. Và các chú cá hầm hố của shop các bạn sẽ thấy rất là đã nha các bạn. Trong hồ này bạn nào thích cá hay rùa muốn rước bé nào thì cứ liên hệ với shop nha, có đường lên Facebook hoặc Zalo bên dưới luôn. Đây, hồ này nó hơi chật nên cũng cần ra đi bớt vài bé. Điển hình như bé hải tượng nè, bé hoàng biển to nè, rồi mấy bé ba cu cũng to cũng cần giải ra giải phóng nè. Còn rùa búi lợn này bạn nào thích thì sẵn sàng chia lại luôn. Đây, size này là bao khỏe nuôi hồ cá rồng, đồ là rất là sang đẹp nha các bạn. Các bạn nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube của Bé Shop luôn, rất nhiều các clip hay về các bé thú cưng. Ok, xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong các clip sau. Bye bye.